Với cương vị là bí thư chi bộ khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, chị luôn nhiệt tình với công việc của khu phố, chân thành với mọi người, giỏi về công tác dân vận. Vì thế, chị luôn được mọi người trong khu phố tin yêu. Có dịp trở lại đây, chúng tôi nhận ra đang có sự thay đổi bộ mặt dân cư, đường xá, phong quang sạch đẹp hẳn ra. Kết quả trên có vai trò đóng góp quan trọng của chị Trần Thị Trường, bí thư chi bộ khu phố Phú Tân. Chị Trần Thị Trường năm nay 48 tuổi, chị đã đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ đã được 8 năm. Trước đó, chị cũng đã có 15 năm công tác với vai trò là trưởng khu phố Phú Tân, 18 năm là đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa. Với trách nhiệm của một người đảng viên, lại sẵn có đam mê với công tác xã hội như đã ngấm vào máu, nên chị sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Trong mỗi hoạt động, chị đều có những đóng góp cống hiến tích cực để đưa khu phố Phú Tân ngày một phát triển. Nổi rõ là qua vai trò lãnh đạo của chị, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ở khu phố Phú Tân được đẩy mạnh. Người dân đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng khu phố văn hóa, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giúp chị em vay vốn làm ăn, giúp đỡ bà con trong việc làm các thủ tục giấy tờ, hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư. Đặc biệt là trên địa bàn khu phố có nhiều con em nghiện ma túy. Năm 2021 có 10 người nghiện. Bằng sự nỗ lực và cố gắng của chị, cùng với sự phối hợp của ban điều hành khu phố, công an khu vực đã tuyên truyền vận động, đưa 8 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221, góp phần giảm người nghiện trong năm. Ngoài ra, các chỉ tiêu mà cấp trên giao hàng năm như vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ nhân dân khu phố luôn hoàn thành tốt. Là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, có uy tín, được người dân yêu mến, nể trọng, nên những chủ trương chính sách của đảng, nhà nước được chị tuyên truyền, vận động kịp thời và đi đầu gương mẫu thực hiện. Sự gần gũi, cởi mở của chị đã ảnh hưởng tích cực đến nhân dân. Giờ đây, mỗi phong trào hoạt động tại địa phương mà chị Trường phát động, bà con đều tích cực hưởng ứng. Cái công tác xã hội khu phố Phú Tân là Trường rất là tích cực. Là một người đảm đang, phụ nữ đảm đang, lúc nào cũng về Trường là thúc đẩy hay là cái chuyện gì, bất kể Covid hay là sinh để kế hoạch thì đó là chị Trường là ok. Khi mà giờ Trường mình đi vận động là bà con đều đi ủng hộ cho Trường cho hết ấy. Trường tới vận động là chích Covid đó, là bắt đầu là mấy chị em ở đây là ok hết. Từ bữa giờ nó nói chung là cũng sợ, là bữa nay là Trường mới nói hồi mai. Nhưng bây giờ Trường vô lại mình nói một lần nữa là chiều đồng ý đi chích. Tình hình địa bàn Phú Tân á thì là rất rộng, cho nên rất có nhiều cái đối tượng là mua bán ma túy ẩn ở các đường, cho nên rất là khó mà để mà mình nhận dạng và biết được. Nhưng cũng nhờ sự phối hợp của người dân, là có cái gì là người dân cũng báo, và ban điều hành rất nỗ lực trong cái việc mà rà soát các đối tượng. Cho nên đến nay thì cái tình hình ma túy của khu phố thì cũng đã giảm xuống là một số rất là nhiều. Thì hiện nay là chi bộ là đang quản lý rất chặt. Và cái tình hình ma túy thì một số là đã đi, hiện nay là chỉ còn là hai em là cũng đang nằm trong 221 và chuẩn bị có hồ sơ là tiếp tục lại đi tiếp. Mà cái sự phối hợp chặt chẽ giữa nữa là đó là cái công an khu vực. Tuy rằng đồng chí công an khu vực, một đồng chí công an khu vực quản lý hai khu phố, nhưng đồng chí công an khu vực rất là nhiệt tình trong cái công tác phối hợp với chi bộ và khu phố, cho nên là cái việc mà ma túy các đối tượng đưa đi cai nghiện thì cũng đạt một số cái kết quả. Theo chia sẻ của chị Trường, hiện nay chỉ tiêu bảo hiểm y tế của khu phố vẫn đạt thấp, tiêm phòng vaccine COVID-19 đến nay đạt hơn 80%. Đây là hai trong số các chỉ tiêu mà chị Trường luôn trăn trở, đưa ra giải pháp cụ thể làm thế nào để đạt yêu cầu trong thời gian đến. Đến nay thì bảo hiểm y tế là chỉ đạt khoảng 75% thôi. Tại vì là một số bà con là chỉ có các bệnh thì bà con mới đi mua, mới đồng tình mua. Còn một số là những người trẻ tuổi thì họ nói là không có bệnh, cho nên là không có mua. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng thuyết phục để cho những người trẻ họ tham gia bảo hiểm y tế tốt hơn trong thời gian tới. Và một cái nữa là cái chi tiêu vaccine thì nói chung là chưa đạt. Thì hiện nay là chi bộ cũng đang gắn kết, và các đồng chí ban điều hành, đảng viên cũng đều đưa xuống tất cả khu vận động bà con là tiêm cái vaccine mũi 3 và mũi nhắc lại. Hiện khu phố Phú Tân thuộc thị trấn Phan Rí Cửa có 551 hộ dân,
với 2.820 khẩu, người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt trên biển. Đời sống kinh tế văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao. Toàn khu phố hiện chỉ còn 2 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu phố chuyển biến tốt. Người nghiện ma túy được quản lý chặt chẽ. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm trên 90%. Khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Chính từ tâm huyết, trách nhiệm của một người bí thư chi bộ, uy tín của một đảng viên, kinh nghiệm và năng lực đã giúp chị thành công. Với thành tích trên, chị đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa tuyên dương là cá nhân điển hình có thành tích trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy năm 2021.